loại nào? Thơ hay văn, ký hay truyện? 2020. Truyện ngắn có tính cách viễn tưởng về tương lai. Con thử đi. 2020 là năm nay. Viễn tưởng gì nữa cô? Với mực nước biển tiếp tục dâng cao, miền Nam Việt Nam sẽ bị mất gần 50% đất trồng trọt trong 10 năm tới. Còn có một bình nước thôi á, làm sao làm nhảy chổng luôn đi. Em nói thiệt đi nha. Ừ, nhảy chổng đi, mai lấy nước đó pha cà phê uống. Ai cho tụi bay vô đến cá này hả? Chừng nào nước rút rồi đó của mày. Bây giờ nước là của chung chứ của mày không đâu mày ham. Đi. Hai bữa nữa. Đâu? Có làm gì vậy? Lấy em đi. Sao? Tôi đã biết được.